Kính thưa quý vị, năm 2018 là năm thành công phát triển ấn tượng của du lịch Việt Nam khi lượng khách quốc tế đạt mốc kỷ lục mới chưa từng có từ trước đến nay. Bên cạnh đó là hàng loạt những dấu ấn quan trọng đưa du lịch Việt phát triển một tầm cao mới. Trên 15 triệu lượt khách quốc tế, 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 620.000 tỷ đồng. Đây có thể coi là kỳ tích phát triển chưa từng có của ngành du lịch Việt Nam từ khi thành lập đến nay. So với nước bạn, Thái Lan phải mất đến 25 năm để tăng từ 6 triệu khách quốc tế lên 15 triệu thì Việt Nam chỉ mất 7 năm để thực hiện điều này. Trong 3 năm qua, du lịch Việt Nam phát triển với số lượng khách nước ngoài tăng kỷ lục. Tôi tin rằng Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa vì đất nước Thái Lan phải mất 25 năm để tăng từ 6 triệu khách quốc tế lên 15 triệu khách. Trong khi đó thì Việt Nam chỉ mất 7 năm để thực hiện điều này. Du lịch Việt Nam năm vừa rồi đã vượt qua con số là 15 triệu rưỡi khách quốc tế. So với năm ngoái, tức là 2017, thì tăng được 2 triệu 6, tương ứng với 20,1%. Con số 20,1% là con số mơ ước của rất nhiều nước. Năm 2018, ngành du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Thế giới xếp thứ 3 trên 10 quốc gia tăng trưởng khách du lịch cao nhất, tăng 3 bậc so với năm 2017. Bên cạnh đó, du lịch Việt đã nhận được hàng loạt những giải thưởng danh giá như Điểm đến du lịch hàng đầu khu vực châu Á, Giải thưởng Điểm đến Gold hàng đầu châu Á và những giải thưởng của doanh nghiệp lữ hành, khu nghỉ dưỡng chất lượng. Đặc biệt, hang động Sơn Đòn, Quảng Bình cũng đã lọt top 5 điểm đến du lịch đáng mơ ước nhất thế giới năm 2019 do tạp chí Lonely Planet, tạp chí lớn nhất thế giới về hướng dẫn và cung cấp thông tin cho khách du lịch bình chọn. Cái sự tăng trưởng về lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã minh chứng một cái sự tầm vóc của ngành du lịch về quy mô, về sự sẵn sàng đón tiếp và phục vụ khách. Cũng trong năm 2018, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch ra đời sau 13 năm chuẩn bị. Sự ra đời của quỹ này là niềm mong mỏi của những người làm du lịch hơn chục năm qua và được cho là một trong những bước đi để Việt Nam đạt được mục tiêu đón 20 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu 35 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Và trong năm 2018, lần đầu tiên chính sách miễn thị thực visa cho công dân 5 nước Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha được gia hạn 3 năm từ tháng 7 năm 2018. Trước đó, chính sách này được gia hạn từng năm 1 trong 3 năm liên tiếp 2015 đến 2018. Chính sách visa này được cho là góp phần tích cực giúp Việt Nam liên tục giữ được tăng trưởng 20 đến 30% khách quốc tế trong thời gian qua. Trong đó, khách Tây Âu có mức tăng trưởng ổn định khoảng 10%. Với mục tiêu khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới, Chính phủ Việt Nam đang từng bước nỗ lực xây dựng các chính sách phù hợp. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua đề án cơ cấu lại ngành du lịch đến năm 2025. Đây là đề án được tham vấn chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp để tập trung cơ cấu lại thị trường, phát triển nguồn nhân lực, hệ thống sản phẩm. Một trong những nhiệm vụ đó là phải tìm ra những giải pháp để xử lý các cái tồn tại và hạn chế của ngành du lịch trong những năm vừa qua. Đặc biệt là nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tăng cường điểm đến an ninh an toàn cho du khách và đặc biệt là làm như thế nào để khách đến để tiêu tiền nhiều hơn. Chúng tôi quan tâm hơn khách chi bao nhiêu tiền ở Việt Nam và họ lưu lại Việt Nam bao nhiêu ngày hoặc bao nhiêu người trong đó họ trở lại. Việt Nam đang đứng thứ 6 trên 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch cao nhất thế giới và đứng đầu châu Á, Thái Bình Dương. Trong năm 2019, ngành du lịch Việt Nam phấn đấu đạt 103 triệu lượt khách du lịch, trong đó đón khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 85 triệu lượt khách nội địa. Ngành du lịch sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách kích cầu du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam.